Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh được du khách nước ngoài biết đến như là một hòn ngọc viễn đông hay như là một Paris thu nhỏ. Cho nên là Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một điểm đến rất hấp dẫn của rất nhiều du khách. Vâng, quả đúng như vậy, và qua góc nhìn của người nước ngoài hay những người Việt đang sống ở nước ngoài lâu năm thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên là những cung bậc tình cảm khác nhau. Vâng, và chúng ta có thể thấy trong thời gian gần đây thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thay đổi, trong đó có cả những công trình với những văn hóa và tinh thần của người dân Sài Gòn đã từ rất lâu cũng bị ảnh hưởng bởi những sự thay đổi đó. Và chắc hẳn là điều này sẽ đem lại cho mỗi người một cảm nhận khác nhau. Vâng, và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với biên tập viên Linh Đan và khách mời của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay tại trường quay của VTC14. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thùy Dương, biên tập viên Phạm Hào và xin được kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ông Nguyễn Văn Hoài, một Việt kiều sau 20 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ đã quay trở lại Việt Nam. Vâng, xin được chào ông. Xin chào Linh Đan và xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa ông, thì sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Đồng Nai với nhiều thăng trầm lịch sử. Và sau đó thì ông sang Mỹ định cư hơn 20 năm. Bây giờ ông lại an cư, lạc nghiệp tại thành phố mang tên Bác, thì chúng tôi chắc chắn rằng anh sẽ có một cái nhìn rất khác với mọi người về thành phố của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong được lắng nghe những chia sẻ, những cảm xúc của anh sau 2 năm quay trở lại Việt Nam và gắn bó với mảnh đất này. Nhưng trước tiên thì tôi xin được mời anh cũng như là quý vị khán giả chúng ta cũng cùng xem qua những ghi nhận sau. Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc băng qua đường vì có rất nhiều xe cộ. Tôi không biết phải làm cách nào để băng qua đường cả. Khi qua đường, tôi phải rất cẩn thận, tìm chỗ an toàn và đi thật chậm. Đặc biệt là tôi luôn phải tập trung để quan sát xung quanh. Vâng, thực sự là rất khó. Đó là lý do tôi luôn phải đi taxi. Tôi không thể hiểu cách họ di chuyển. Thực sự không đoán được họ sẽ đi hướng nào. Họ sẽ rẽ phải hay rẽ trái. Chúng tôi phải lấy hết can đảm và đi thật chậm. Thật khó cho những người thiếu kinh nghiệm trong việc di chuyển tại một thành phố đông đúc như tôi. Tôi hầu như phải né rất nhiều xe máy và xe hơi. Chúng dường như là đến từ mọi phía và sẵn sàng lao đến tôi vậy. Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được xem qua những hình ảnh về các khách du lịch nước ngoài đã vô cùng khó xử mà khi tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đối với những khách lần đầu tiên tới Thành phố Hồ Chí Minh. Và không biết là những ngày đầu tiên anh đến Sài Gòn thì anh có cảm thấy khó khăn giống như những vị khách vừa rồi trong cái việc giao thông tại đây không anh ha? Có chứ, mặc dù đã sống ở Sài Gòn nhưng sau 20 năm trở lại thì vẫn gặp khó khăn. Có thể nói là không khó khăn như những khách nước ngoài. Vẫn nhớ là ngày sáng đầu tiên ra Sài Gòn, trở lại sau 20 năm ở Sài Gòn. Thì khó khăn nhất là bước qua đường, rất là sợ, tại vì quá đông so với những năm trước. Và cái lượng khách đi và cái phương tiện giao thông rất là khác và đông rất nhiều, do đó rất là sợ, phải nói là phải vài ngày sau mới có thể dám bước qua đường, mà phải đi cùng với người nào đó, thường hay đi theo các cô bán hàng gánh đó, hay đi theo để bị băng qua đường cho nó an toàn. Linh đang nghĩ là như thế thì cũng không khác nhiều lắm so với những vị khách du lịch mà trong cái đoạn video clip vừa rồi chúng ta đã xem. Thế nhưng mà tôi nghĩ là chắc hẳn thì bây giờ anh cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong cái việc tham gia giao thông rồi đúng không ạ? Vâng, bây giờ nói chung lái xe gắn máy cũng rất là pro rồi. Rất là chuyên nghiệp rồi. Vâng, nhưng theo anh thì những cái khó khăn của khách du lịch lần đầu tiên đến với Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia giao thông xuất phát từ đâu ạ? Theo tôi nghĩ thì đó là cái phương tiện, cái hệ thống giao thông nó khác biệt, và cái phương tiện giao thông cũng khác biệt, và mức độ giao thông cũng khác biệt. Cụ thể thì so sánh với hai tiểu bang anh đã từng sinh sống là Texas và Virginia thì các cái sự khác biệt trong hệ thống giao thông nó như thế nào thưa anh? Cái cụ thể nhất tôi có thể nói, thể thấy đó là cái đường phố xá bên ở nơi tôi ở như Texas hoặc Virginia thì đường rất là lớn, rộng lớn và nhiều cái lane để cho người đi. Thay vì ở đây thì là hỏi như có một lane, hai lane rồi mọi người đi tập trung vào một cái lane đó thì đó là cái sự khác biệt rõ ràng nhất và tôi có thể thấy. Vâng, có một lần tôi nhớ là có một nhiếp ảnh gia đến từ nước Anh tên là Brock Whitworth. Ông đã có một cái đoạn video time lapse dài hơn 2 phút để miêu tả về cái quá trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và
Ông ta cũng đã có một nhận định như thế này, đó chính là người tham gia giao thông ở Sài Gòn được ví như những vũ công ba lê. Thì không biết là anh suy nghĩ như thế nào về nhận định của nhiếp ảnh gia này? Tôi cũng nghĩ như thế. Có cùng suy nghĩ như cùng, vậy. Cùng suy nghĩ như vậy. Rất là thú vị khi mà trở lại Sài Gòn và bước vào trên những con đường trong Sài Gòn thì là rất là dynamic, rất là rộn ràng. Tại vì thứ nhất là mình có nhiều cái phương tiện giao thông khác nhau, nào là xe ô tô, nào là xe Honda, xe đạp và cả người đi bộ nữa, và mỗi người đều di chuyển với một cái tốc độ khác nhau. Mà cái điều thú vị nhất ở Việt Nam là hầu như mọi người hiểu ý nhau như thế nào đó, thì bước xuống tức là mọi người vừa mình bước xuống là tự động người ta tránh mình đi, và tức là nhường nhau đi và tránh nhau đi, và đó, và cái điều đó tôi cảm thấy rất là thú vị. Thế anh có hiểu là khi nào thì người đi trước anh và người đi bên cạnh, bên tay trái, bên tay phải anh, khi nào họ sẽ rẽ phải, khi nào họ sẽ rẽ trái và khi nào họ tiếp tục đi thẳng hay không? Biết chứ, thường theo cái tốc độ và cái thường nó có chiều hướng. Vâng. Và có một cái rất là vui là một người bạn khi mình vừa tôi mới về Sài Gòn, thì người bạn nói là đi xe Honda Việt Nam phải dứt khoát. Một thẳng là thấy thẳng, tới quẹo là quẹo, chứ không có nhập nhừng là sẽ gây ra tai nạn và rất khó xử với người xung quanh. Vâng. Cái đó tôi cảm thấy rất là thú vị. Và anh có đồng ý với cái ý kiến đó sau hơn 2 năm định cư tại sau hơn 2 năm ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay không? Vâng. Vâng, thưa anh, thì như tôi được biết là anh đã ở nước ngoài 20 năm, hơn 20 năm, và khi mà quay trở lại Việt Nam thì tôi cũng rất muốn được lắng nghe những suy nghĩ của anh, những cái nhìn thấy của anh trong cái sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông của nước ta, thì không biết là anh nhìn thấy như thế nào? Cái điều đầu tiên tôi thấy đó là về vấn đề hệ thống giao thông rất là lớn, những đường bây giờ mở rộng lớn ra ngay trong thành phố, và đặc biệt là những cái tuyến đường ra ngoại thành rớn mà rất là an toàn, không như hồi xưa, tức là rất là nhiều ổ ga và dễ xảy ra tai nạn, và đó một điều mà tôi cảm thấy rất là thích thú. Và như thế thì tôi được biết là anh sinh ra tại Đồng Nai, thì cái quá trình anh di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai và từ Đồng Nai quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn đối với cái hệ thống giao thông hiện nay không? Rất thuận tiện đối với hiện nay, thì hồi xưa nhớ là một lần đi là phải đón xe đò, đi xe thang, và phải đợi rất là lâu, đã lâu rồi mà đi thì cũng càng lâu hơn nữa. Mà hiện nay giờ về thì rất là thích là có những như xe Phương Trang này, xe Thành Bưởi hoặc chẳng hạn, thì đi rất là nhanh và hầu như đã có và an toàn hơn. Vâng, thưa anh, thì một trong những điểm đáng lưu ý nhất của giao thông thành phố Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua đó là sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng. Và những ngày vừa qua thì tôi nghĩ là chắc chắn anh cũng đã có biết rất nhiều và được lắng nghe rất nhiều những cái câu chuyện xung quanh việc là thành phố chúng ta đang khẩn trương công tác chuẩn bị xây dựng tuyến metro số 1 đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây được xem là một trong những hoạt động sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bộ mặt của thành phố. Không biết là anh có ý kiến gì trong cái sự thay đổi này hay không? Những ngày qua thì tôi hay đi qua đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi. Thì thấy những cái cây xanh cổ thụ hồi xưa đã bị chặt đốn đi. Và có thể nói rằng đó là cái góc phố mà thời trẻ hồi xưa, cách đây 20 năm, tôi và những người bạn thường là buổi tối có thời gian đều tới đó hoặc vào cuối tuần. Là nơi cái chỗ mình hang out để chơi, để có cine. Thì bây giờ thấy không còn nữa, sẽ mất đi, thì cũng thấy rất là buồn, đáng tiếc. Và bên cạnh là những hàng cây xanh bị đốn đổ đi thì chắc anh cũng có để ý là cái vòng xoay, cái hồ nước nó cũng bị tháo dỡ, và đặc biệt là trong những ngày cuối tháng 9 sắp tới thì Thương Xá Tắc cũng sẽ bị di dời. Và chắc hẳn là cũng như anh, rất là nhiều những cư dân tại thành phố tiếc nuối cho điều này. Và không biết là khi ở tiểu bang Texas và Virginia thì anh có chứng kiến sự thay đổi nào của nơi mình sống giống như thế này chưa? Ngay cái thành phố tôi ở mười mấy năm trước đây thì có những cái tuyến đường, có những cây rất là đẹp mà mỗi ngày tôi đều đi qua. Thì sau vài năm sau thì thành phố đã lên kế hoạch để phá đi những cái cây đó và thay vào đó là những cái đường cao tốc và những đường lớn để giải tỏa một phần kẹt xe trong giờ giao thông. Thực sự đối với cá nhân tôi thì rất là tiếc, tại vì đó là những cái kỷ niệm mỗi ngày mình đi qua, nhưng vì cái sự lợi ích chung cho xã hội thì mình phải chấp nhận vậy. Rồi, tôi biết là anh cũng rất là tiếc, thế nhưng mà không biết là lúc đó những người sống xung quanh, ví dụ như là bạn bè, rồi hàng xóm, rồi cha mẹ và những cái đồng nghiệp của anh, họ có cảm giác giống như anh hay không? Hầu như mọi người đều có một cái cảm xúc riêng.
Tương tự như vậy. Vâng, và Thành muốn chia sẻ với anh một điều rằng là ở những câu chuyện buổi sáng kỳ trước thì chúng tôi cũng đã đề cập rất nhiều đến tâm tư, tình cảm của những người dân Sài Gòn trước những thay đổi gần đây. Và ngày hôm nay thì cũng xin được phép mời anh và quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài cảm xúc, một vài ý kiến của các vị khách nước ngoài khi Sài Gòn sắp sửa phải thay da đổi thịt. Tôi nghĩ Metro là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ sẽ là tuyệt vời hơn nếu như chúng ta vừa hiện đại hóa, vừa giữ lại được những gì là biểu tượng, là cái hồn của một thành phố. Tôi rất ủng hộ việc xây dựng tuyến Metro tại Thành phố Hồ Chí Minh vì tôi nghĩ rằng tình hình giao thông sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Tôi không chắc, nhưng thương xa tắc là một biểu tượng đã có mặt tại Sài Gòn nhiều năm nay. Tôi biết Metro sẽ cải thiện tình hình giao thông tại đây, nhưng tôi không muốn các tòa nhà cổ bị di rời. Tôi biết điều đó rất buồn. Vâng, chúng ta thấy là các vị khách nước ngoài mỗi người thì cũng có những cái ý kiến, những cái cảm giác riêng trong cái vấn đề này. Thế nhưng mà riêng cá nhân tôi nghĩ thì chắc chắn rằng với sự phát triển này thì những thế hệ sau, những thế hệ trẻ sau này sẽ không còn cơ hội nữa để nhìn thấy một Hòn Ngọc Viễn Đông đã từ vang bóng một thời và thay vào đó là một thành phố rất năng động, rất là trẻ. Riêng anh thì cũng đã có 2 năm gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh từ khi từ Mỹ quay trở lại Việt Nam, và trước đó thì cũng đã rất là nhiều năm sinh sống tại Sài Gòn rồi. Thì cảm xúc cá nhân riêng của anh là như thế nào trước cái sự thay đổi này? Thực sự không ai muốn mất đi những cái kỷ niệm mà mình đã có, mình đã sống và lớn lên với nó. Rất tiếc nó đang xảy ra giờ. Nhưng mà vì cái tương lai sau này, và tức là mình sống, thực sự mình sống và sống cho giới trẻ sau này, thì nếu mình làm cái gì đó cho xã hội, làm gì cho muốn gì đó tốt đẹp hơn, văn minh hơn, tiến triển hơn cho lớp trẻ, thì mình cũng phải hy sinh thế thôi. Vâng, thế nhưng mà nếu anh được lựa chọn một Sài Gòn còn đầy đủ cái hồn của nó và một Sài Gòn năng động phát triển như tất cả những thành phố khác trên thế giới hiện nay, thì anh sẽ chọn một Sài Gòn nào? Cái này hơi khó nha, hơi căng đấy nha. Nói chung theo cá nhân tôi nghĩ, mình được cái này thì mất cái khác. Nhưng mà tôi nghĩ Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, vẫn có một nét nào đó, một góc phố nào đó trong Sài Gòn vẫn có cái nét của xưa, nhưng phải có, vẫn có, và mình thêm nữa là cái nét hiện đại văn minh sau này, tức là mình có cả hai. Vâng, như thế thì vẫn quy chung lại là nếu như cái mới đến thì chúng ta phải chấp nhận sự ra đi của cái cũ. Vâng, rất là cảm ơn ngày hôm nay những chia sẻ vô cùng chân tình của anh cùng với câu chuyện buổi sáng. Và thưa quý vị khán giả, như chúng ta cũng đã thấy thì cùng với thời gian và sự phát triển thì chắc chắn tại Sài Gòn sẽ có những con ngõ, những đường phố và những hàng cây không còn đứng đó nữa. Thế nhưng chắc chắn một điều rằng tình cảm yêu quý dành cho Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn còn tồn tại mãi trong trái tim, không chỉ của những cư dân đã sinh sống rất lâu tại thành phố, mà còn với cả những vị khách đã từng một lần đặt chân với mảnh đất này. Và nhà thơ Chế Lan Viên thì cũng đã nói rằng khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.